shop phong cận tv.com, shop bán nick, dịch vụ thẻ cao. Ai muốn mua nick thì nhào vào mua ngay. Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và kế bên mình xin hiểu anh em, đó chính là Sammy Đảo. Sammy nước, Sammy nước, Sammy Đảo vậy. Sammy Oxin cao cấp nha anh em. Ok, và hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục với series Nhật ký luyện rồng ta la. Sammy biết làm giống tôi không? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây anh em? Thì có rất là nhiều bạn đã từng hỏi mình là: anh ơi, tại sao cái quả trứng rồng sa mạc nó lại chưa nở vậy anh? Ừ, mình cũng để ý ha, tính ra là mấy tập rồi quả trứng rồng sa mạc vẫn chưa nở luôn. Không biết lý do vì sao nó vẫn chưa nở nữa. Ê, nở nhanh đi mày, sao mày lâu nở quá vậy? Nhầm. Thôi kệ, để nó ở đây đi. Bây giờ nè, Sammy, tại sao nó lại không nở rồi Sammy? Trời ơi, vậy hồn, tại vì cái này trứng rồng sa mạc đúng không? Ừ. Cái trứng này nó phải ở chỗ nóng nhất nó mới có thể nở đúng không? Ở đây mát rượi nè, nhìn mát ơi là mát này, sao nó nở được đúng không? Trời ơi. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ chắc không phải đâu, chẳng lẽ giờ trứng rồng sa mạc phải mang qua sa mạc ấp à? Đúng rồi, tôi nghĩ vậy ơi. Thôi không được, chẳng lẽ giờ tôi với bà phải có một người đi qua sa mạc sống luôn hả? Không được đâu. Tôi phải qua hỏi ông thuyền trưởng mới được. Ông thuyền trưởng ổng thông minh lắm. Tôi nghĩ là ông thuyền trưởng ổng biết được cách nào để làm cho quả trứng nở đó. Ok, bây giờ mình sẽ qua mình kiếm thuyền trưởng nha anh em. Ông thuyền trưởng này cực kỳ thông minh luôn anh em ơi, và mình hỏi ông thuyền trưởng là chắc chắn ổng sẽ biết. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua hỏi ông thuyền trưởng mới được. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ qua mình hỏi ông thuyền trưởng coi lý do vì sao con rồng của mình lại không nở nha anh em. Kì kì ổng kìa. À, dạ. Dạ con chào ngài thuyền trưởng ạ. À. Dạ chào ngài. Dạ ngài ơi. Hiện tại á là bây giờ con có đang nuôi một con rồng á, nhưng mà không hiểu lý do vì sao mà con rồng của con nó lại không thể nào nở được luôn. Hình như con rồng nó là rồng sa mạc á thưa ngài. Bây giờ ngài có cách nào có thể mà cho con rồng nó nở được không? Con không biết cách nào hết à. Đơn giản thôi. Thật ra đó là con rồng đó là rồng sa mạc, cho nên nó chỉ thích nóng mà thôi. Có lẽ là ngươi đã để nó một cái chỗ nào đó mà không được nóng cho lắm, cho nên là nó không chịu nở đó. Rồng sa mạc phải sống ở một cái nơi đó nóng ơi là nóng thì nó mới nở được. À, ok, mình hiểu rồi anh em ơi, mình hiểu rồi, ok. Vậy là phải cần có một cái gì đó thật là nóng thì con rồng mới nở được đúng không? Ok, đơn giản thôi. Về nhà thế nào? Ok, về tới nhà rồi anh em ơi. Sammy ơi. Hả, gì vậy? Ôi, tôi nói bà nghe nè, tôi biết lý do vì sao con rồng nó không nở được rồi đó. Vì sao? À, lý do rất là đơn giản thôi, là bởi vì cái con rồng của mình á là rồng sa mạc, cho nên là nó cần phải có một cái chỗ rồi nó nóng ơi là nóng luôn. Mà tôi với bà thì trước giờ để nó bên vách núi kìa, lạnh ơi là lạnh, cho nên nó không nở được. Bây giờ tôi và bà phải kiếm cái gì đó thật là nóng và để lên trên nó thì nó mới nở được đó. Thấy chưa, tôi đã đúng rồi. Yeah. Thì biết là đúng rồi, nhưng mà bà nghĩ coi, bây giờ mình có cái gì để mình làm cho nóng nóng này, cái gì nóng nhất trong mini world giờ? Lava rồi đúng không? Lava. Ừ. Dung nham á. Đúng rồi. Trời, không được. Lỡ mình bỏ dung nham vô cái đầu nó thành quả trứng luộc luôn rồi sao? Thôi mình cắt nhiệt thôi, mình để dưới thôi. Xong rồi mình cắt nhiệt cho nó nóng thôi chứ không phải bỏ vào đâu. Thôi cũng được. Vậy giờ tôi với bà đi kiếm lava đi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đi kiếm lava nha anh em. Thì trước tiên là bây giờ bọn mình cần một ít sắt đi. Ok, khoan từ, hình như sắt tôi để trong nhà hết rồi. Đi qua đây. À, bà có biết cách nào để đi lấy lava không? Lấy xô múc vào, có gì đâu. Dùng Minecraft mà. Lấy xô múc á, bây giờ tôi không có xô bằng sắt bà ơi. Bây giờ làm sao đây? Tôi có xô bằng gỗ mà phải có xô bằng sắt mới múc được. Ok, không sao, bây giờ tôi sẽ qua tôi mượn ông thuyền trưởng cái xô để coi như thế nào. Ok, để mình qua mình mượn thuyền trưởng cái xô nha anh em. Anh em ơi, trời ơi, mình quên mất. Mình muốn tặng cho ai đó cái gì á thì việc đầu tiên chúng ta phải làm đó chúng ta là chúng ta phải tặng cho người ta lại một cái món đồ gì đó. Tại từ trước giờ á mình được ông thuyền trưởng tặng cho mình nhiều thứ rồi mà mình chưa có gì để tặng cho ông thuyền trưởng cả. Mình nghĩ như vậy rất là kỳ luôn. Cho nên là bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đem qua một ít bí ngô và dưa hấu cho thuyền trưởng đây. Ok. Thật ra cái bí ngô và dưa hấu này là của ông thuyền trưởng cho mình đó, nhưng mà mình trồng cho nên là mình đem qua tặng lại cho ông thuyền trưởng đi. Ok. Các bạn phải biết á là trong cuộc sống của chúng ta được người ta giúp đỡ thì chúng ta phải giúp đỡ lại người ta, các bạn hiểu không? Đó, cho nên là chúng ta sẽ mang một ít dưa hấu qua tặng trong thuyền trưởng nè. Đó. Ok, dưa hấu bí ngô nè. Rồi, bây giờ mình sẽ qua tặng trong thuyền trưởng nha anh em. Thì mình nghĩ là mình sẽ cởi con rồng lá đi qua. Ok rồi, rồng lá đi thế nào? Ê, nhảy lên. Ok. Ok, mình bị kẹt luôn rồi. Trời, để mình đào cái đường cho rồng lá đi qua cái đã. Con rồng lá nó to quá, nó chui qua không vừa anh em ơi. Để mình đào ra cái đã. Ok rồi, bây giờ mình sẽ cởi rồng lá, con rồng lá đi qua bên chỗ ông thuyền trưởng nha anh em. Ok, len con rồng nè. Trời. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên nhà ông thuyền trưởng thôi. Ô, con rồng đi nhanh quá anh em ơi. Trời, lắc quá.
Ok, nhảy lên nè. Thuyền trưởng ơi, tôi tới đây. Ok, ok rồi, con rồng này nó bay làm lắc luôn anh em ơi. Con rồng này nó bay nhanh quá, làm lắc máy luôn à. Ok, con chào ngài thuyền trưởng lần thứ hai ạ. Dạ thuyền trưởng ơi, hôm nay con đến đây biếu ngài một ít dưa hấu với lại là bí ngô nè. Hả? Ngài có thể nào cho con mượn một cái xô được không ngài? Hả? Được hả? Cảm ơn ngài. Dạ là con biếu ngài ít dưa hấu với bí ngô ăn cho mát nha. Dạ trời, thời tiết giờ này nóng quá, ngài ăn cho mát nha ngài. Ok, để mình xem coi cái xô ông để đâu ta. Đâu ta? Ui, kim cương nè. Ôi đúng rồi, thuyền trưởng giàu ơi là giàu luôn. Ok chắc mình lấy ít nha. Ôi kỳ lắm, kỳ lắm, giỡn thôi. Cái này là đồ của người ta, không nên lấy nha anh em. No, không được lấy, không được lấy nha. Ok để coi cái này coi. Trong đây thì có gỗ nè. Ủa mấy cái xô không để đâu trời. Một đống rương đây luôn, biết cái xô nằm chỗ nào trời. Trời. Ok để coi. À đây xô có nè. Ok mình sẽ lấy 1, 2, 3, 4 cái xô đi. Mình sẽ mượn ông thuyền trưởng 4 cái xô nha anh em. Bây giờ mình sẽ đi kiếm dung nham. Ok. Được rồi, đây. Mình sẽ cưỡi con rồng đi kiếm dung nham. Dạ cảm ơn ngài thuyền trưởng nha, tạm biệt ngài, con đi đây. Tạm biệt ngài. Ok, bây giờ mình sẽ cưỡi con rồng đi kiếm một ít xô dung nham anh em ơi. Ok, trời, con rồng nó đi qua cái cây không được ta. Ok, đi qua nè. Xung quanh đây nó không có một cái hố dung nham nào cả anh em à. Oh no. Ok, bây giờ mình sẽ nhảy lên cao để mình coi có hố dung nham xung quanh đây không nha. Ơi, nhảy nè. Ok, mình sẽ nhìn xung quanh có hố dung nham nào không nha. Xung quanh. Ơ, có bên kia kìa anh em. À, thấy rồi. Ok, trời, chìm xuống đất luôn rồi. Đâu trời. Mình nhảy xuống dưới nước luôn rồi. Trời. Đẩy con rồng lên, trời. Xui quá, cưỡi con rồng sao mà phóng xuống dưới nước luôn anh em ơi. Vô bờ rồng ơi. Ok, cuối cùng mình cũng đẩy con rồng vô bờ được anh em ơi. Ok, giờ mình sẽ cưỡi con rồng này đi qua bên chỗ lấy dung nham. Hình như nãy mình thấy có một cái hố dung nham bên đây. Đi qua nào, nhảy lên nào. Ok, bên đây nè anh em. Hố dung nham nè anh em, mình thấy rồi nè. Ok, qua nào. Wow, một cái hố dung nham rất là to luôn. To ơi là to, to bằng cái lỗ mũi của mình luôn anh em ơi. Ok, mình sẽ múc dung nham nha. Múc nè. Ok rồi, chúng ta đi về thế nào. Có dung nham rồi, về thôi. Về thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ấp quả trứng với rồng sa mạc nha anh em. Sammy rồi, qua đây coi. Qua đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ấp quả trứng rồng sa mạc nha anh em. Thì đầu tiên mình nghĩ là chúng ta phải đào cái đất này ra đã. Để mình lấy đồ mình làm cái sản đã. Ok, mình có một cái sản kim cương ở đây nè anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đào đất ra nha. Thì mình nghĩ là mình sẽ đào chỗ này đi. Chúng ta sẽ đào ra đây. Một cái ô nhỏ xíu thôi, không cần to lắm đâu. Đó, đào như thế này. Rồi, ok, sau đó chúng ta sẽ lấy một cục cát. Rồi, lấy một cục cát ra để ra đây. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta phải đưa cái quả trứng này lại gần chỗ đó anh em ơi. Ok, tôi đi. Đặt đây một block mà đẩy vào đi cho khỏe, để này vậy rất lắm. Nè, ok rồi, để lấp đất vào nè. Ok rồi. Bây giờ đẩy cái quả trứng lại cái chỗ đi. Đẩy nè. Ok. Đây từ tôi đẩy lại. Nhẹ ơi. Bình tĩnh, từ tôi đang đẩy nè. Đang đẩy nhẹ nè. Đó. Vô nè trứng ơi, vô nè. Ok. Ok. Rồi, ok được rồi đó. Bây giờ tôi sẽ đào đất này ra. Rồi đi ra nè, giờ tôi sẽ đổ dung nham vào bên trong đây. Đó. Ok, đó, vậy chúng ta đã có được quả trứng đắp xung quanh bằng dung nham nè. Hy vọng là nó sẽ nở ra. Ôi khoan từ, tôi thấy nó nguy hiểm quá. Tôi nghĩ chúng ta cần làm thêm cái hàng rào bọc xung quanh đi. Lỡ có con rắn hay con gì nó lại đang ăn trứng của chúng ta. Ok. Mà làm sao nó chưa qua được trời, toàn dung nham không à, lo gì. Thôi cũng đúng ha. Tính ra con rắn nó mà chui vô đây, cái con rắn nó bị thì biến thành rắn nướng luôn. Ok, không sao đâu. Ok, thôi mình để nó ở đây đi. Rồi ok, bây giờ tôi nghĩ là quả trứng đã được up ở đây anh em ơi. Bây giờ mình nghĩ là bọn mình sẽ đi ngủ. Để tí nữa mình sẽ quay lại để coi nó có gì không. À đúng rồi, Sammy, bà đi chăm lúa đi. Còn tôi đi ngủ rồi, sáng giờ tôi kiếm trong nhà mệt muốn chết luôn à. Trời ơi, tự nhiên bắt tôi chăm lúa, tôi đi ngủ ra tỉnh sao mà. Không, bà đi ngủ, bà đi chăm lúa đi. Tôi sáng giờ tôi đi kiếm trong nhà mệt muốn chết luôn. Tôi là người đi ngủ mới đúng, còn bà lo chăm lúa đi, nhà mình hết lúa để ăn rồi đó. Ủa đâu kia có lửa mà, trời quá trời luôn nè. Thôi đừng có nói nhiều, lo đi làm đi. Ok thôi giờ mình sẽ đi ngủ, còn Sammy thì đi chầm lúa đi để còn có thức ăn nữa. Tại vì tôi hay sáng nay tôi kiếm dung nham tôi mệt rồi, cho nên là tôi có quyền được đi ngủ. Ok. Thôi đi ngủ hai. Trời ơi trời, nắng này bắt mình chùng lửa, mình là con gái mà trời quá đáng như sợ luôn. Ông trai đâu bánh bèo sợ luôn á. Ăn dòng đẹp kìa. Ăn dòng tiếp. Con dòng nữa kìa. Không, bây giờ mình phải bảo Phong mới được. Phải đi bảo Phong. Con dùng nữa rồi. Phong ơi, dùng nữa rồi kìa. Phong ơi. Phong ơi. Phong ơi, Phong.
Trời ơi, tôi mệt bà quá à. Hồi sáng giờ tôi đã chưa ngủ được chút nào, tôi mới vô tôi nằm có tí bà kêu tôi dậy là sao? Có chuyện khẩn cấp. Chuyện gì? Con rồng. Con rồng nó sao? Nó đi toilet hay gì? Nó đi nó nở rồi. Mệt quá, rồng nở gì nở. Ủa gì? Con rồng sa mạc á? Ừ, nó nở rồi. Xạo xạo. Trời ơi, thật ra ngoài nhìn kia. Tôi nói thiệt luôn, con rồng á ấp ít nhất cũng phải một ngày, hai ngày chứ ai nở nhanh vậy? Không, thật tôi đã thật. Ông ra ngoài nhìn trời kia. Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Đâu con rồng nào đâu? Kìa. Đâu? Con rồng sa mạc, con rồng màu vàng. Tôi có thấy con rồng màu vàng nào đâu? Không, mà nó màu xanh cơ. Màu xanh á? Ừ. Ủa đâu, chỗ nào? Tôi lại tôi coi coi kỹ quá. Tiếng con rồng sa mạc. Ui. Ui. Rồng này là rồng sa mạc đấy hả? Ừ. Ơ, kỳ quá à. Đáng lẽ là rồng sa mạc phải là màu vàng mới đúng chứ. Này màu vàng nè, đó màu vàng nè. Nhưng mà cái màu vàng nó có chút xíu à, còn đa phần nó là màu xanh, nhìn kỳ quá à, không có giống rồng sa mạc chút nào hết á. Ơ à, nhưng mà khoan từ. Nhìn nó cũng được, tại vì nó nhìn nó kiểu nó có những cái ký hiệu giống kiểu của Ai Cập nè. Chắc cái này đúng là rồng sa mạc rồi đó. Ơ à, nhưng mà nó không biết nó mạnh không ta? Nói chung là tôi thấy con rồng này đánh giá về cái phần là sao? Sắc đẹp của nó tôi thấy là nó không đẹp rồi đó. Còn tốc độ với lại là cái độ bay cao của nó tôi không biết sao, tôi tưởng thử coi. Test thử đi. Ok, test thử nè. Leo nó nè. Ui, con rồng này không cần yên luôn. Wow. Con rồng này không cần yên luôn. Wow. Ok, leo thử nha. Rồi. Wow. Wow. Nhìn thấy tôi ngầu không? Ngầu không? Không, không ngầu hết. Trời. Cái gì đâu, lâu khen tôi cám được hả? Ok, mình sẽ chạy thử nha. Ôi, con rồng này đi cũng đâu có nhanh lắm đâu. Con rồng này đi còn chậm hơn con rồng lá của tôi nữa. Ok rồi, bây giờ mình sẽ bay thử coi coi nó có bay cao không nha. Trời, con rồng này chắc bay thấp xỉn nè. Ôi trời ơi. Rồi. Ủa Phong đâu rồi Phong? Ủa tôi đâu biến mất luôn rồi, sao tôi bấm cái tôi biến mất luôn rồi. Trời ơi, cao vậy? Trời. Cứu tôi á. À trời ơi, bể đầu tôi luôn rồi. Bị không vậy? Trời, có bị gì đâu. Ai, trời ơi, còn sống chứ sao không? Ơi. Nhưng mà cái con rồng này lạ quá à. Mỗi lần mà nó hình như con rồng này tốc độ của nó bay nhanh đến nỗi mà game nó không lag nổi luôn á. Nó bay lên cái dèo nó tuốt trời luôn. Tôi kiểu tôi không th- lúc mà tôi bấm bay ha, tôi không thấy tôi đâu hết. Tôi còn không thấy ông đâu luôn á. Ừ, cái tiền tôi bấm nơi đó. Ừ, tôi biến mất luôn. Thế tôi đứng ra cái tôi thấy con rồng xuất hiện. Ê, hình như con rồng này nó bay nhanh đến nỗi mà không ai nhìn thấy được luôn á. Wow. Đúng là rồng Ai Cập có nhiều phép thuật quá ha. Ok. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này và thích cái con rồng sa mạc này thì anh em đừng quên bình luận cho mình biết nha. Con rồng sa mạc này mình thấy là bề ngoài nó không được đẹp anh em ơi, nhưng mà cái độ bay cao của nó thì rất là cao luôn và rất là nhanh luôn. Mình hy vọng là con rồng này sẽ có ích cho mình trong những tập tiếp theo. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.